Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình nha. Bây giờ mình sẽ rẽ vào đường Hữu Nghị. Ui, xe buýt. Xe nhiều quá. Nó chạy qua luôn á. Rồi, theo anh này. Đó, bây giờ mình rẽ vào đường Hữu Nghị nè. Cái đường nãy mình đứng đó là đường Võ Văn Ngân nha. Ở đây nó có một quán Thế Giới Rộng nè. Cái đường này nó không có tách nập bằng cái đường Thống Nhất. Hiện tại bây giờ là khoảng 6 giờ hơn 18 giờ á. Nguyễn Khuyến. Nha khoa, nhà thuốc. Thấy đường rộng ghê không các bạn? Đường này thì ít quan sát hơn. Ở đây nó có hai đường chính là Thống Nhất với lại đường Dân Chủ á, hai đường đó là cái khu mà của Bình Thọ, của Bình Cửa là thằng đó nó nhập nhất. Còn cái đường này thì nó thưa thưa thôi. Các bạn đi một chặp nó sẽ bị bó lại nè các bạn. Đó, cái đoạn đây là người ta chưa có làm đường trắng nhựa cái giống như nãy nè. Trắng nhựa xịn đó. Phía trước là đường gì ta? Vậy là hết đường Hữu Nghị rồi nè. Đường Hữu Nghị nó ngắn quá ha. Đường này là đường gì? Hoàng Quyên. Đó. Như vậy là đường Hữu Nghị là hết giờ rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quay đường khác cùng xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Mình sẽ quay nhiều con đường cho bạn xem nữa.